Bão Yagi đổ bộ vào Philippines gây ra mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp, lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Bão Yagi sau khi đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Nhiều cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế đã có những nhận định về sự nguy hiểm của cơn bão này. Các trung tâm dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào Biển Đông trong khoảng đêm mùng 3 tháng 9, bão Yagi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, cường độ có xu hướng mạnh lên do gặp các điều kiện thuận lợi về khí quyển, có gió, khí áp, đại dương, nhiệt độ nước biển ở khu vực Biển Đông đang là từ 30 đến 31 độ. Các dự báo đều cho rằng bão Yagi mạnh nhất khi đến khu vực phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, nhận định về cường độ bão có sự khác biệt đáng kể giữa các đài khí tượng thế giới. Nhật Bản nhận định bão Yagi có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 13, trong khi Trung Quốc dự báo cấp mạnh nhất là cấp 15. Riêng Mỹ đưa ra kịch bản xấu hơn, bão Yagi có thể là siêu bão trên Biển Đông với cường độ mạnh là cấp 16, giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 8, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc của Biển Đông với gió mạnh tối đa lên tới cấp 14, giật cấp 17 vùng gần tâm bão, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét. Về khu vực có thể đổ bộ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chưa thể khẳng định bão Yagi có vượt qua đảo Hải Nam Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta hay không. Tuy nhiên, dưới tác động của hoàn lưu, bão từ ngày 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng biển gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, đây mới là những nhận định sơ bộ về diễn biến của bão Yagi. Khi vượt qua phía bắc đảo Luzon của Philippines, cường độ và đường đi của bão còn có những thay đổi do tác động của địa hình và đường dẫn quy mô lớn, cần cập nhật liên tục các dự báo mới nhất của bão. Bão Yagi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão trong tối mùng 1 tháng 9, là cơn bão thứ 11 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Đây được nhận định là cơn bão rất mạnh trên Biển Đông năm nay với diễn biến phức tạp khó lường. Thưa quý vị, cơn bão Yagi càn quét Philippines gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở ở miền Trung và miền Bắc nước này. Thời điểm này có ít nhất 13 người thiệt mạng. Với sức gió vùng gần tâm bão mạnh 85 km/h, giật 140 km/h cấp 13, gây mưa lớn diện rộng, giới chức Philippines đã yêu cầu đóng cửa 14 cảng biển ở miền Trung nước này. Nhiều địa phương đã yêu cầu trường học tạm thời đóng cửa. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, 7 người đã tử vong trong các vụ sạt lở đất ở thành phố Antipolo ở đảo Luzon và đảo Samar và đảo Negros. 5 người thiệt mạng do đuối nước và 1 người bị điện giật. Các lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm 3 người dân mất tích từ hôm 31 tháng 8 ở thành phố Bogoran và thị trấn Taft, tỉnh Eastern Samar và thị trấn Cagayan, tỉnh Biligan ở miền Trung Philippines. Cục Hàng không Dân dụng Philippines cho biết đã hủy 38 chuyến bay đi và đến các sân bay do cơ quan này khai thác. Mỗi năm Philippines hứng khoảng 20 cơn bão. Đất nước này nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi xảy ra nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất, khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những nơi xảy ra nhiều thiên tai nhất thế giới. Vâng, theo cập nhật chúng tôi thì sáng nay bão Yagi đã đi vào vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2024. Thì sau khi vào Biển Đông ấy, thì bão số 3 dần đổi hướng sang hướng Tây và di chuyển chậm lại và cường độ bão cũng bắt đầu là có dấu hiệu tăng dần. Tính đến thời điểm hiện tại là lúc 17 giờ chiều nay ấy, thì xác định của chúng tôi là cường độ bão là đến cấp 10, đầu cấp 10, tức là tăng 2 cấp số từ sáng đến nay. Và theo nhận định tiếp theo ấy, thì có khả năng là cơn bão khi mà di chuyển sâu vào trong Biển Đông ấy, thì bão tiếp tục tăng cấp và có khả năng là cơn bão sẽ đạt đến cường độ là cấp 14 và giật cấp 17 trên khu vực Bắc của Bắc Biển Đông. Và trung tâm dự báo đã đưa ra cái cảnh báo trên khu vực biển này là cấp rủi ro này là cấp 4. Về cái đặc điểm của cơn bão này thì nó có 3 cái đặc điểm. Thứ nhất là bão liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông. Tính từ thời điểm bão vào Biển Đông cho đến khi mà đạt cấp cường độ cực đại là bão tăng 6 cấp. Thứ hai là cái phạm vi gió mạnh trong bão rộng và tăng theo cái mức độ tăng cấp của cơn bão. Thể hiện rõ nhất là cái vùng nguy hiểm do gió bão gây ra là mở rộng theo cái hướng di chuyển của bão. Và cái thứ ba một cái rất cái đặc biệt phải lưu ý là các cái ổ mây giông mạnh có khả năng là xuất hiện trước cái ảnh hưởng của cơn bão.
và những cái ổ mây rông này có khả năng gây ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Và thưa ông, liệu cơn bão này có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền không và khu vực nào sẽ cần lưu ý nhất? Vâng, theo cập nhật mới nhất chúng tôi đến bây giờ chiều nay ấy, thì từ nay cho đến khoảng sáng ngày 6 tháng 9 thì bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ di chuyển trung bình khoảng 10 đến 15 km/h. Và từ chiều ngày 16 tháng 9 ấy, thì nó có hai kịch bản xảy ra. Thứ nhất là bão có khả năng di chuyển lên phía Bắc ở khu Bắc của đảo Hải Nam và di chuyển vào khu vực phía Bắc của Bắc Bộ. Nếu cái thời điểm mà di chuyển vào như vậy thì khoảng đêm mùng 6 sang ngày 7 tháng 9 ấy, thì bão có khả năng vào phía Bắc của Bắc Bộ. Một cái kịch bản thứ hai cũng có khả năng xảy ra là khi mà vào buổi chiều ngày 6 ấy, bão cố gắng đổi hướng về phía Tây Nam và đi vòng về phía Nam của đảo Hải Nam và đi vào vùng biển phía Nam của Bắc Bộ. Như vậy thì cái điểm đổ bộ nó sẽ khác đi. Như vậy với hai kịch bản như này thì bão đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Vâng, xin ông cho biết là cái mối nguy hiểm nhất từ cơn bão số 3 này, ví dụ như là với những cái tác động của tàu xuống biển hay là tác động của đất liền. Vâng, theo cái cập nhật của chúng tôi ấy, thì là cơn bão đây là một cơn bão rất mạnh, và cái ngoài cái ảnh hưởng của gió mạnh trong bão thì bão khả năng gây cái sóng cao đến cấp đến 7 đến 9 mét. Với cái sóng biển cao như này thì ảnh hưởng đến các tàu thuyền hoạt động trong cái vùng nguy hiểm và thậm chí nó khả năng đánh chìm những cái tàu có tải trọng lớn. Thứ hai là khi mà bão vào vào ảnh hưởng cho đất liền ấy, thì cái hoàn lưu của bão rộng ấy, thì có khả năng gây cái gió mạnh trên một vùng rất rộng dọc theo ven biển các cái tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thứ ba là theo hai kịch bản đã xảy ra ấy, thì có khả năng nếu như cơn bão đi vào phía Bắc thì sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Nhưng nếu cơn bão mà đổ bộ lệch về phía Nam ấy thì có khả năng cái vùng mưa lớn này nó sẽ mở rộng ra cả Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Thì với cái khả năng như vậy thì cái nguy cơ rất cao là xảy ra là lũ quét, lũ và sạt lở đất, đặc biệt trên các vùng núi, ngập úng trên các vùng đô thị. Thưa quý vị, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hiện nay có hơn 100 cụ trên 90 cụ có trên 90 tuổi, 16 cụ trên 100 tuổi và trong đó thì cụ ông nhiều tuổi nhất đã 112 tuổi. Chỉ kém cụ bà người Tây Ban Nha hiện nay đang nắm giữ kỷ lục Guinness là người lớn tuổi nhất thế giới còn sống, 5 tuổi. Và cũng bởi có nhiều người sống thọ như vậy nên người dân Phú Thọ còn gọi xã này với cái tên là xã Trường Thọ. Vậy thì người dân tại đây có bí quyết gì để sống thọ? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Dù đã 112 tuổi, nhưng cụ Ma Văn Thọ vẫn đi lại được. Tuổi cao, chân yếu, mắt mờ, tai nặng, nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn. Con cháu của cụ cũng cho biết, từ thời trẻ, cụ đã ít ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt, cụ có thói quen sống rất gọn gàng, sạch sẽ, ăn uống đúng giờ, thường xuyên đi bộ. Và có lẽ đó cũng là bí quyết sống thọ của cụ. Hai cụ toàn đi bộ, không biết đi xe đạp. Thì đi bộ, cụ bảo ta đi bộ hàng trường 20-30 cây số ấy. Cụ đi tốt lắm, đi xuống quê ngoại. Đã 102 tuổi, nhưng cụ Ngô Thị Điệm vẫn tự mình làm việc nhà. Cụ có 7 người con và 50 cháu chắt. Dù tuổi cao, nhưng hàng ngày cụ vẫn tự vệ sinh cá nhân, ăn uống, giặt quần áo. Lo cụ tuổi cao, đi lại khó khăn, con cháu muốn giúp đỡ nhưng cụ luôn từ chối. Về bí quyết sống thọ mà vẫn minh mẫn, con cháu của cụ Điệm cho rằng từ xưa đến nay cụ vẫn luôn sống rất sạch sẽ, ăn uống điều độ. Tuy nhiên, sự quan tâm của con cháu mới là yếu tố quan trọng nhất, là để cụ luôn sống vui, sống khỏe. Lên giường cụ thể dục trên giường, cụ vung tay vung chân co chân ra duỗi vào như thể là đạp xe bộ ấy. Vậy mình thấy là làm cái phần tay chân cụ vung trên giường này này khi mà đạp xe bộ trên giường. Thế xong rồi trước khi mà cụ rất cẩn thận mà sạch sẽ cực kỳ luôn. Lên giường là giường chăn của cụ là cụ xếp gọn vàng vàng này. Bây giờ thì quần áo cụ giặt ngày ngày một ngày là không biết cụ ra rửa giấy bao nhiêu lần rửa giấy trên tay kỹ cọ sạch sẽ mà cụ không có để là có một cái gì gọi là có mùi người cũng của xe tuổi già. Đại diện xã Đan Phượng cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 cụ trên 90 tuổi, 16 cụ từ 100 tuổi trở lên. Các cụ tuổi cao, mắt đã mờ, tai nghe cũng kém hơn, nhưng đa số các cụ đều khỏe mạnh, minh mẫn. Hàng năm, chính quyền cũng phối hợp với hội người cao tuổi, tổ chức khám sức khỏe, thành lập các câu lạc bộ người cao tuổi, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, thể chất, tinh thần cho các cụ.
nhất là các cụ bây giờ là về tuổi già ấy, thì nói chung là góc độ tinh thần là quan trọng. Thế cho nên là cái hoạt động của hội thì là nhất là các cụ đau ốm thì phải có mặt thường xuyên để động viên các cụ, để cho tư tưởng thoải mái. Thứ nhất là do cái rèn luyện của các cụ, hai nữa là cái chế độ ăn uống của các cụ, và rèn luyện thì các cụ vẫn thể dục thể thao, bởi vì địa phương thì cũng thường xuyên có những phong trào như năm 2023 là hội người cao tuổi là tổ chức cái bóng truyền hơi cho các cụ, và hàng ngày này thì các cụ cũng rèn luyện là vào buổi tối thì đánh bóng truyền hơi, chiều tối cũng đánh bóng truyền hơi, và sáng ra thì có những cụ đi bộ vài cây số, và cũng đa số là phải phụ thuộc vào cả cái chế độ ăn uống này, rồi cộng với lại cái chăm sóc của con cháu trong gia đình. Trước đó, theo công bố của Tổng cục Thống kê, liên tục từ năm 2019 đến 2022, tuổi thọ trung bình của người Việt dao động từ 73,6 đến 73,7 tuổi. Phụ nữ nước ta sống lâu hơn đàn ông khoảng 5,3 năm. Riêng năm 2023, tuổi thọ của phụ nữ Việt bật tăng lên 77,2 tuổi, trong khi nam giới cũng tăng lên 72,1 tuổi. Các chuyên gia đánh giá, tuổi thọ của người Việt tăng một phần do điều kiện sống, đời sống xã hội ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, điều quan trọng khác là sự tiến bộ không ngừng của y học và công tác chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, thì sự quan tâm, động viên của con cháu mới là yếu tố quan trọng nhất để các cụ sống thọ, nhưng luôn vui khỏe, minh mẫn.